Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tây Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cửa hàng em lại lên cho các bác những chiếc nồi cơm điện. Thì hôm qua thì em lên toàn những chiếc quạt thì các bác đã chốt hết rồi. Còn duy nhất một chiếc quạt mới về thì cũng không kịp được lên sóng cho các bác để các bác xem lựa chọn cho mình. Thì em để về trên lóc kệ. Thì bác nào quan tâm thì alo cho em. Những chiếc mà em lên sóng của buổi hôm clip hôm qua thì các bác chốt hết rồi nên cũng không còn để hôm nay để lên cho các bác. Thì hẹn các bác ở những video sau. Thì một vài ngày tới thì cửa hàng em lại có hàng quạt về thì em lại lên cho các bác. Còn hôm nay em chỉ lên cho các bác duy nhất có 3 chiếc nồi cơm điện. Trong đó là có hai chiếc 1.8L, một chiếc Tiger và một chiếc Togu, hai bơm hai hút mặt ngọc, màn hình LED và một chiếc Zuzi Mammut. Bác nào mà quan tâm đến dòng phẩm nào thì alo cho em nhé. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết hai chiếc này và báo giá cụ thể luôn để cho các bác xem và lựa chọn cho mình. Đến với cửa hàng em thì em còn rất nhiều những dòng phẩm như là Mala, rồi là Tô Chuông, rồi là Zuzi, rồi Tiger. Có cả những chiếc nguyên thùng xốp. Bác nào mà đam mê và thích về dòng nguyên thùng xốp để chuẩn bị đón xuân mới này thì alo cho em. Cũng là một trong những dòng phẩm các bác có thể là đi biếu tặng là rất là ok về tầm cuối năm này. Và hàng nguyên thùng xốp đó nhé. Còn mua về sử dụng thì hôm nay em sẽ lên cho các bác. Ở trong đó có 3 dòng phẩm. Chiếc đầu tiên mà em muốn giới thiệu với các bác đó là một chiếc Zuzi Mammut. Chiếc này là hàng đấu giá lên về hình thức thì em sẽ quay cho các bác để các bác xem chi tiết và lựa chọn cho mình các bác nhé. Hình thức thân vỏ là em bao luôn cho các bác là không bị chảy xước hay là bị bong vầm bất kể một cái gì về thân thủ nhé. Và mã sản phẩm này cùng với dây điện là vẫn còn rất là ok. Những chiếc này mà về với cửa hàng em thì là về đến đâu thì em lại lên cho sóng và báo giá luôn để cho các bác còn kịp xem cũng như là muốn sở hữu cho mình. Chiếc này là mã là LP-WA10, mã là 859 các bác nhé. Mã là 859. Đây các bác nhìn về hình thức của nó rất là đẹp. Chiếc này là màn hình LED. Chiếc này cũng là hệ cao tần IH và rất nhiều tính năng cũng như là có cả hệ tách đường. Nếu nói về dòng Zuzi Mammut là nó cũng là một trong những dòng thương hiệu nổi tiếng của người Nhật. Nói là Mammut nhưng mà nó lại là một chiếc rất là đẹp. Đấy. Về hình thức bề ngoài thì em lướt qua một lượt để cho các bác xem và lựa chọn cho mình. Còn bác nào mà quan tâm thì em sẽ gửi video và hình ảnh chi tiết để các bác sở hữu nhé. Đây các bác nhìn về phần gioăng nhé, gioăng và lắp hơi này. Em quay trực tiếp cho các bác xem thì hôm nay là cũng thời tiết cũng đang mưa và cũng hơi rét nên là em làm nó cũng không được chắc chắn lắm nên là em sẽ quay phần chi tiết để các bác xem. Đây các bác nhìn này, độ đẹp độ mới từ cái lắp hơi. Đây dòng hàng phun xương này mới, cực mới luôn. Đây các bác nhìn lòng mề bên trong là cũng rất là ok nhé, đẹp. Nói chung là những chiếc này của nó thì là quá đẹp rồi. Cho các bác xem cả phần trong luôn để các bác xem và lựa chọn cho mình. Bất kể một chiếc nào về cái này em cũng lên sóng luôn, lên sóng để cho các bác xem và các bác còn lựa chọn cũng như là muốn sở hữu cho mình những chiếc mà đẹp. Em cũng sẽ lên sóng hết. Đây các bác nhé. Những chiếc này là em bao luôn cho các bác là son không bị lổ liếc cái bong chóc hay là bị lổ hay chảy xước gì nhé. Lòng đẹp mỹ mãn luôn.
Xoong là xoong hai hai đáy này. Đấy, xoong hai đáy này. Đây các bác nhìn này, ít xoong này. Và thành xoong này, rất là đẹp luôn nhé các bác nhé. Xoong rất dày và lặng, chiếc này là lặng gần 1,6 kg. Các bác nhé. Lòng mề của nó cũng còn rất là đẹp này. Đây các bác nhìn, độ đẹp của nó thì rất là ok luôn. Những chiếc như này của nó rất là đẹp đấy. Thành vách là rất là ok nhé. Bây giờ thì em cắm điện luôn và cho các bác để các bác xem những dòng phẩm này. Thì em đấu giá của trang đấu giá của bên Nhật. Chiếc này thì em sẽ bao cho các bác là chống cắm nhầm điện, điện 220 là chống bao chống cắm nhầm điện luôn nhé. Đấy, chức năng trên cùng mà các bác đang nhìn thấy là có hệ tách đường cũng như là giảm đường khi các bác sử dụng. Đấy. Tiếp theo là nút giữ ấm này, nút hẹn giờ. Đấy. Nút giữ ấm các bác nhé. Và tiếp theo nút tắt này. Đấy. Cùng nút lấu này. Nút hẹn giờ này. Giờ như là tiếp theo nữa là nút menu có chức năng là di chuyển cái chế độ này. Đấy. Và tiếp theo nữa trên là nút chức năng chọn gạo này. Đấy, chọn gạo này. Chọn gạo thì nó có rất nhiều chế độ nấu khác nhau. Em dịch chi tiết sang tiếng Việt rồi nên là các bác muốn sử dụng cho mình thì alo cho em nhé. Chắc là có 24 chế độ nấu khác nhau. Đấy, 24 chế độ nấu khác nhau thì em đã dịch chi tiết sang tiếng Việt từng chức năng một. Như rất là ok luôn nhé các bác nhé. Chiếc này thì là cửa hàng em hiện đang bán ra với giá là 6 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến dòng phẩm đẹp này thì alo cho em nhé. Bây giờ em sang tiếp theo cho các bác, đó là một chiếc Tiger. Chiếc Tiger này có dung tích là 1,8 lít, hàng JB. Chiếc này thì thực ra là cũng về với cửa hàng em được vài clip rồi nhưng mà em không lên, nhưng mà hôm nay em lên cho các bác để các bác xem và lựa chọn cho mình. Chiếc Tiger này đời 2016 các bác nhé, 2016, hàng zin nguyên bản nhé, hàng đẹp zin nguyên bản này. Hàng đẹp zin nguyên bản. Chiếc này rất là đẹp. Chiếc này có dung tích là 1,8 lít, mã là 860 và hàng JBA. Nút trên cùng là nút giờ phút này, giữ ấm này. Các bác giữ trong 2 giây. Và tiếp theo là menu, menu có chức năng là chọn gạo này. Đấy, chọn các chế độ và di chuyển này. Cùng nút tắt, nút lấu và dưới là lấu gạo không vo cùng với nút hẹn giờ. Bây giờ em sẽ cho các bác xem hình thức bên trong của nó chiếc này luôn để các bác xem và lựa chọn cho mình. Đấy, các bác nhìn nhé, những chiếc mà hàng đấu giá thì thường thường nó rất là mới và đẹp từ cái gioăng và lắp hơi, chứ còn nữa hàng bãi thì gần như nó không có như thế. Đây các bác nhìn này, mới keng luôn nhé, mới kính con luôn. Đã có dung tích 1,8 lít thì rất nhiều bác đang muốn săn tìm. Và chiếc xoong em cho các bác xem luôn, lòng của xoong, xoong gốm sần. Đấy, dòng này là đều là 11 lớp các bác nhé, đều 11 lớp.
À, chiếc này là 9 lớp, 9 lớp ai. Đây là đấy, không phải các bác nhiều khi các bác này lại nhầm lẫn. Vì là dòng này là nó là dòng xoong hai ngấn này, gốm pha kim loại các bác nhé. Gốm pha kim loại nên là của nó rất là đẹp. Đấy. Chiếc này thì là 9 lớp chứ không phải là 11 lớp vì em nhìn chưa nhìn qua. Đây, thực ra chiếc này là 9 lớp và hàng zin nguyên bản nhé. Đây, các bác nhìn. Đấy. Chiếc này có là 9 lớp. Về thân thủ và hình thức của nó là cực đẹp luôn. Cực đẹp luôn nhé. Chiếc này là hiện tại là cửa hàng em đang bán ra với giá là 6 triệu đồng. Giá bán tại cửa hàng. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em để sở hữu cho mình. Bây giờ em cắm điện vào cho các bác xem luôn. Này, có dung tích là 1.8 lít này. Chức năng đầu tiên trên cùng là các bác đang nhìn thấy là nấu tiết kiệm, nấu gạo trắng này. Và tiếp theo đây là gạo không nấu ngon này. Nhưng mà tất nhiên là những cái chức năng này thì các bác chú ý nhé. Chiếc này là có nấu cơm cháy nhé. Cơm cháy nhé. Các bác nhìn này. Đây là chức năng nấu cơm gạo trắng này. Bấm thêm tiếp cái nữa là sẽ hiện lên là có nấu cơm cháy này. Các bấm OK là nó sẽ hoạt động nhé. Đấy, có cơm cháy này. Và tiếp theo là nấu ngon. Đấy, nấu cơm gạo lứt và nấu xôi. Xôi có cháy, xôi và cơm có cháy nhé. Tất cả các chức năng của chiếc này là em bao luôn cho các bác là hoạt động OK, hoàn hảo nhé. Nên là các bác mua về sử dụng là yên tâm cho mình. Các bác nhìn cái mã của nó hiện lên trên màn hình và cái mã trong xoong là zin nguyên bản. Nên các bác cứ mua hàng các bác chú ý ở cái phần đó. Vì hàng đấu giá lên này em lúc nào em cũng nói luôn để cho các bác biết là cái mã nó hiện lên trên màn hình và cái mã ở trong lồi nó phải đúng của nó thì nó mới nhận nhé. Đấy, là rất là OK luôn. Chiếc này là hiện tại là cửa hàng em đang bán ra với giá là 6 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì alo cho em để sở hữu cho mình một chiếc Tiger 1.8 có mã là 860 đó nhé. Bây giờ em sang cho các bác một chiếc tô còn ngọc trai này. Chiếc này của nó này gần như là đẹp mỹ mãn luôn vì hàng đấu giá nên là của nó đẹp lắm. Nên là bác nào muốn sở hữu cho mình mà chiếc tô ngọc trai này thì là alo cho em. Tô ngọc trai dòng tô gù hai bơm hai hút nhé. Nấu cơm này cực đỉnh luôn mà mình nhét. Về hình thức bề mặt của nó thì thôi rồi, đẹp long lanh luôn, đẹp long lanh luôn, không một tì vết. Thân thủ là bao luôn như các bác là gần như là cùng lắm thì bằng cái đầu kim. Còn của nó là gần như là đẹp xuất sắc luôn. Và bây giờ em sẽ cắm điện và cho các bác xem. Chiếc tô màn hình nét này. Chiếc này là cũng có rất nhiều chế độ nấu khác nhau. Chiếc này có khoảng 17 chế độ nấu khác nhau các bác nhé. Bây giờ em sẽ mở chiếc lồi ra và cho các bác xem về phần trong của nó luôn để các bác biết được cái độ đẹp độ mới nó nhé. Đây, phần gioăng này, gioăng của nó là gioăng màu và phần lắp hơi là lắp hơi sơn. Vì những dòng này và đời này 100% là sơn nhé. Nên sơn tích điện nên là nó rất là OK, đẹp, lòng mè đẹp này, thân thủ đẹp, thân thủ đẹp. Và chiếc xoong em sẽ cho các bác xem về chiếc xoong lâu qua một chút nha. Vì là chiếc này về mới về nên là em cũng mới vệ sinh qua thôi nhưng mà nó đẹp, đẹp thực sự luôn. Các bác nhìn thấy chiếc xoong của nó này, chiếc tô gù xoong 1.8 mà lặng như là cái cùm này. Đây các bác nhìn hình thức bề ngoài của nó đây cùng với lại phần đáy này, xoong xoong hai đáy, phần đáy là một lốc nhá,
Lốc thì các bác cứ dùng 5, 7, 10 năm sau cũng không bao giờ suy nghĩ gì. Chiếc xoong lặng như cái cối lá lỗ, lòng mề đẹp, thành vách đẹp nhé. Tất cả của nó là ok hết, bao điện bao xì các bác. Đấy là về nguyên lý. Bây giờ em sẽ hướng dẫn sơ qua một chút để các bác sử dụng cho mình nhé. Nút đầu tiên trên cùng là nút nấu mềm. Nút thứ hai là nút giữ ấm này. 9 phút là các bác có cơm nguội nóng để ăn này. Tiếp theo là nút tắt. Và nút giữa này là menu và chọn gạo nhé các bác nhé. Đấy, menu và chọn gạo này. Chọn các chế độ nấu này. Hai mũi tên này có chức năng là chỉnh thời gian và di chuyển các chế độ này bác nhé. Đấy. Đấy, chức năng đầu tiên mà các bác đang nhìn thấy là chức năng nấu cơm gạo trắng này. Đấy. Và tất cả các chức năng của chiếc này thì bác nào quan tâm thì em sẽ dịch sang tiếng Việt cho các bác, như gạo không vo, gạo lứt, hạt kê, nấu theo hương vị gạo, nấu theo hương vị sắc lép, nấu cơm dẻo, nấu súp, nấu thường, nấu xôi, nấu cơm có cháy, nấu cháo và nấu tiết kiệm, nấu sushi. Nói chung là đầy đủ các tính năng. Như là nút trên cùng là nút nấu theo hương vị gạo này, và nút tiếp theo là nút hẹn giờ các bác nhé. Nút này nút hẹn giờ này. Đấy, hẹn giờ như là hẹn buổi sáng hay buổi chiều này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Cùng với lại nút lấu này, nút lấu là màu này. Chiếc này là mặt là màu ngọc trai nhá, màu mặt là màu ngọc trai, mà chiếc này là rất là đẹp, đẹp long lanh luôn đấy. Mấy những chiếc này mà các bác nào muốn sưu tầm cho mình, muốn sở hữu cho mình, mà những dòng tô này đời thì của nó là nó dòng như là một chiếc phiên bản giới hạn, nó ra chỉ trong vòng 2011, 2012, 2013 là nó hết, nó chuyển sang chế độ phiên bản khác. Nên là những dòng mà tô gù mặt phẳng hai bơm hai hút này nhé các bác nhìn, hai bơm hai hút là của nó là rất nấu cơm thì đẳng cấp luôn, đẳng cấp số 1 luôn. Nên là bác nào muốn sở hữu cho mình một chiếc 1,8 lít này thì alo cho em. Chiếc này thì là cửa hàng em đang bán ra với giá là 7 triệu đồng. Đấy, bác nào muốn sở hữu thì alo cho em nhé. Đấy. Còn đến mê kênh hàng Nhật bãi Tây Dương thì các bác muốn đam mê về dòng sản phẩm nào như quạt điện, nồi cơm điện thì alo cho em theo số điện thoại 0975 067846. Zalo của em là số điện thoại luôn. Em ship hàng toàn quốc và hàng của em đi là đều có cọc hết các bác nhé. Tối thiểu là 500 nghìn. Bác nào yêu thích dòng sản phẩm nào thì alo cho em. Còn các bác nào mà không ấy thì cứ vào xem thoải mái. Và các bác có muốn một cái dòng sản phẩm nào mà các bác đang sử dụng mà nó có vấn đề lỗi lầm gì, cứ alo cho em sẽ hướng dẫn các bác chi tiết. Vì các bác mua hàng nhiều khi là mua những chiếc hàng bãi thì nó lỗi lầm rất là nhiều, nhưng mà khi gọi đến cửa hàng người ta không test máy, cũng nghe máy, cũng như là các bác mang đi đến chỗ sửa nó không đúng chỗ đúng nơi, nó cũng lại ảnh hưởng các bác và có thể các bác lại mất thêm tiền. Nên là các bác cứ alo cho em có thể là tư vấn và có thể hỗ trợ các bác, giúp các bác được tất cả các dòng sản phẩm mà các bác đang sử dụng không may bị lỗi lầm nhé. Đấy, hẹn các bác ở clip sau.